hiện tại là 11 giờ 30 của ngày 14 tháng 11 năm 2021 đây. Vâng, thì cơ sở đồ gỗ Trung Tá đang thi công lắp đặt cho nhà anh Giới ở đường Phù Đổng, phường Diễu Lâu, hành phi cô đối bằng chất liệu gỗ gụ anh nhé. Và đây hiện tại đang trên tầng 2 và chúng tôi vừa mới lắp đặt xong, đang bắt đầu tháo ráo rồi. Và thì xin giới thiệu với các bác là bộ cuốn thư bộ hoành phi lồng cuốn thư chất liệu gỗ cụ, còn có kích thước là dài 1m97, rộng là 67, và câu đối cũng là dài 1m97, rộng là 27 thôi. Và chúng tôi thi công là bằng chất liệu gỗ cụ, các chữ bằng rác bạc.